ăn cháu về chơi, chứ còn cách này kia, cứ ngồi hết góc này rồi đến góc nọ. Làm bạn bè cũng chẳng còn ai, người thân duy nhất là cái con cháu. Ngay cả con cháu, mấy đứa trẻ con thì nó thích đi chơi, thích ham chơi. Mấy đứa lớn hơn, mấy đứa đã lập gia đình thì nó ham làm ăn. Chúng nó vừa có ít thời gian, vừa không thích thú gì khi nói chuyện với người già. Trở về nhà hương của các cha già trong lòng, tôi càng cảm nhận rõ hơn sức nặng của tuổi già. Đúng là các ngài hy sinh rất nhiều trong âm thầm. Hàng ngày chỉ đọc kinh cầu nguyện, đến giờ ăn thì đi ăn, giờ ngủ thì đi ngủ. Những giờ khác chỉ đi lại loanh quanh những hành lang và căn phòng. Ngoài những anh em trong dòng và các nhân viên y tế, hầu như chẳng có ai thăm viếng, hầu như không có người thân, cũng hầu như không có người dân nào tới thăm. Cả thời gian cách đây hơn một năm khi tôi mới tới, tôi còn nhớ được nhiều điều, còn nhớ được mặt, nhớ được tên tôi. Vài tháng nay thì chẳng còn nhớ được ai nữa. Tính tình thầy cáu gắt hơn, chẳng đi vệ sinh, giờ đây thầy cũng không còn tự chủ được nữa. Điều duy nhất vui vui mà thầy vẫn giữ được, đó là thầy rất thích chào hỏi mọi người. Có thầy khác, trước đây thầy hay chỉ quát và đồng luôn thăm hỏi mọi người. Giờ đây thầy cũng bắt đầu buồn, dễ vui bất chợt giống như các em trẻ. Chẳng biết rồi đây thầy còn sống được bao lâu nữa. Sau hơn một năm, đã có năm cha già về với Chúa. Tất cả các ngài đều ra đến trong thầm lặng, chứ không có những đám thương lớn như ở Việt Nam. Ngày người áp tán, chỉ có mấy chục người trong nhà đồng và dịch vụ mai táng. Dù rất muốn, nhưng đến khi các ngài chết, tôi cũng chưa nhận được tên của các ngài. Thì mỗi tên gọi của mỗi nước, mỗi ngôn ngữ rất khác nhau, rất khó đọc khó nhớ. Nếu không có tình yêu mình, nếu không có đức tin, nếu thiếu niềm tin vào sự sống đời đời, có lẽ người già sẽ rất vô nghĩa, trống rỗng và nặng nề. Trong số các cha già của những bạn, bố cha mới mấy tháng trước hãy còn như là tin nhỏ, chuyên giúp đỡ người khác. Bây giờ sẽ bắt đầu tại một xe lăn. Còn cha khác, tôi làm giáo sư mấy chục năm, nhưng khi về già lại mắc bệnh tâm lý. Họ ấy cứ nghĩ chắc chắn rằng mình không thể đi lại được, thế là cha ngồi xe lăn. Nhưng biết được ngày, các cha trong nhà tìm đủ mọi cách, và nhiều tháng trời trôi qua, mọi người đã thành công. Cha ấy vừa được nỗi sợ tâm lý của mình, cha ấy bắt đầu đứng lên và có thể đi lại thận trọng. Một cha già khác thì mắc bệnh tâm lý cách hiện đại hơn. Cha ấy chuyên thích dùng một cái xe hơi nhỏ điều khiển bằng điện. Nhưng mới đây, cha ấy cũng bắt đầu bỏ chiếc xe điện ấy. Có lần tôi đi bộ cùng cha, bình thường tôi đi khoảng 3 phút là hết đoạn thật đấy. Thế mà đi cùng cha ấy, mất cả 30 phút. Tuổi già, nhưng cảm giác thời gian đã chậm, mà làm cái gì cũng chậm nữa, nên thời gian dường như vòng vô tận.